Trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay sẽ mở đầu với công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cùng những thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hội An. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thành phố Hội An đã lập phương án sẵn sàng cho ngày bầu cử sắp tới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này, thành phố Hội An có 72 khu vực bỏ phiếu. Tại mỗi khu vực, Ủy ban nhân dân các xã phường đã thành lập một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử. Cứ ngày 23 tháng 5 tới là cứ nghĩa vụ là chúng phải đi tham dự, mà cứ quyền là cứ chú muốn bảo ơi là cái quyền của chú thực hiện đúng cái quyền công dân của chú, là một cử tri của nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam đó. Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã cơ bản đảm bảo. Việc chuẩn bị công tác nhân sự cấp thành phố và địa phương cũng đảm bảo yêu cầu theo định hướng của Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận về hướng dẫn công tác nhân sự. Các cơ quan tổ chức bầu cử của thành phố và 13 xã phường đã được tập huấn nghiệp vụ, chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại phường Thanh Hà, hiện có 5 trường hợp F1 và 60 trường hợp F2. Vì thế, địa phương đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cụ thể. Ủy ban bầu cử của phường đã phân công cho trạm y tế phường xây dựng cho mình một cái kế hoạch phòng chống dịch, nó đảm bảo trước hết là đối với các điểm bầu cử thì chúng tôi sẽ trang bị đầy đủ khẩu trang cũng như sát khuẩn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban bầu cử thành phố đã xây dựng kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và cơ quan y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh lây lan dịch bệnh. Thành phố cũng đã chỉ đạo các xã phường lập danh sách cử tri và xây dựng phương án bỏ phiếu đối với những trường hợp đang cách ly y tế tập trung. Chúng tôi là thứ nhất là tập trung cho vấn đề xử lý môi trường tại 72 điểm bầu cử. Thì trước cái ngày bầu cử thì chúng tôi cũng tuyên truyền trên loa phát thanh, và thứ hai nữa là giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thì hiện nay thì đối với Hậu An chỉ có là thức ăn đường phố và các địa điểm khu cách ly tập trung. Trung tâm chúng tôi cũng hình thành hai cái tổ cấp cứu lưu động và sẵn sàng có xe để mà các điểm bầu cử có vấn đề gì về y tế là chúng tôi sẽ đưa đến cơ sở y tế ngay. Theo Ủy ban bầu cử thành phố Hội An, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là phải nắm chắc số lượng cử tri tại các địa bàn, đặc biệt là cử tri ở các khu cách ly tập trung và cách ly y tế tại nơi cư trú, để có phương án tổ chức bầu cử phù hợp, đúng quy định. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc nhằm triển khai mọi phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử sắp tới. Thưa quý vị, đến nay, thành phố Hội An đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri địa phương với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử. Nhiều ý kiến, nguyện vọng của cử tri đã được gửi gắm. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi thông qua tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự khi được tín nhiệm giới thiệu ứng cử, đồng thời cam kết sẽ thực hiện tốt vai trò của một đại biểu dân cử nếu trúng cử. Sau khi nghe chương trình hành động của từng ứng cử viên, cử tri các địa phương đã phát biểu nhiều ý kiến, ghi nhận các chương trình hành động là phù hợp, sát với thực tế. Khi trúng cử, cử tri đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần quan tâm đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững, có giải pháp đồng bộ xây dựng hệ thống chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản và thiên nhiên, có chính sách quản lý đô thị, quản lý khu phố cổ phù hợp, tập trung xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, đề xuất cơ chế hỗ trợ người lao động bị tác động do dịch bệnh COVID-19. Mong muốn là tất cả những cử tri mà được trúng cử trong cái đại biểu Hội đồng nhân dân lần này là đáp ứng được các cái nhu cầu, các cái yêu cầu đề xuất của cái việc mà bảo vệ di sản, nhất là những cái điều kiện, tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để cho cái di sản văn hóa, di sản của Hội An được phát huy. Cử tri mong mỏi nhiệm kỳ đến, đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân thành phố khóa 12 quan tâm giải quyết những tồn đọng về chính sách nhà ở cho người có công, nhà ở xã hội, chất lượng các công trình xây dựng, dự án treo, công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, cần triển khai một số dự án kéo dài nhiều năm ở phường Sơn Phong,
như công tác giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Tất Thành, giải quyết hỗ trợ theo nghị quyết 42 của chính phủ cho một số ngành nghề tại Hội An. Cá nhân tôi thôi đề nghị là đối với các vị mà đều biểu mà trúng cử á, nên quan tâm về vấn đề chính sách. Đối với những người gia đình chính sách ấy, hiện tại thì rất khó, mức lương rất thấp, gia đình chính sách, kể cả là những người hưu trí trước viên ba. Đại diện cử tri thành phố Hội An cũng đã đề nghị các ứng cử viên quan tâm đề xuất đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, xử lý các công trình xây dựng kém chất lượng, đầu tư phát triển du lịch dịch vụ bền vững, v.v. Chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Hội An đã triển khai đa dạng, linh hoạt các hình thức và nội dung tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư. Hoạt động truyền thanh từ thành phố đến các xã phường được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Các chương trình phát thanh cổ động, tiết mục tuyên truyền chuyên về công tác bầu cử được tiến hành thường xuyên, liên tục, kết hợp với những khuyến cáo, quy định của ngành y tế về công tác phòng chống dịch bệnh. Hệ thống loa công cộng được Ủy ban Nhân dân các xã phường đầu tư kinh phí lắp đặt, nâng cấp, mở rộng diện phủ sóng để phục vụ nhân dân. Công tác cổ động trực quan được chú trọng, ngành văn hóa thông tin và các xã phường đã lắp đặt một số cụm pano cố định tại các điểm công cộng, các vị trí giao lộ quan trọng trên địa bàn để truyền tải những thông tin cơ bản cần thiết về cuộc bầu cử và yêu cầu thực hiện 5K phòng chống dịch bệnh. Hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướng được trang trí trưng bày trên mọi ngã đường, thu hút sự chú ý của mọi người. Các địa phương còn tổ chức các hình thức tuyên truyền lưu động bằng các loại phương tiện phù hợp vào tận các kiệt hẻm ở khu dân cư. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, các tổ chức đoàn thể và các cơ sở cũng chủ động xây dựng nội dung kế hoạch tuyên truyền, triển khai sâu sát đến từng đối tượng, vận động cử tri tham gia đông đủ, bảo đảm an toàn trong ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Ngày 16 tháng 5, Trung tâm Y tế thành phố Hội An đã trao quyết định hoàn thành cách ly y tế tập trung đủ 21 ngày cho chị NTH ở phường Cẩm An, người đã 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là người đầu tiên hoàn thành quy định cách ly trong số 22 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 đang được cách ly tập trung tại trạm y tế phường Cẩm Châu. Sau khi được Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố đưa xe đón về nhà, phải tiếp tục theo dõi y tế thêm 7 ngày, cách ly tại gia đình, và ngành y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ tư. Như vậy, tính đến ngày 17 tháng 5, tại Hội An đã có 4 trường hợp trong tổng số 128 trường hợp F1 hoàn thành cách ly y tế tập trung đủ 21 ngày. Trong đó có 3 trường hợp tại xã đảo Tân Hiệp đã hoàn thành vào ngày 14 tháng 5. Hiện nay, ngoài 4 khu cách ly tập trung với 128 người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, trên địa bàn thành phố Hội An còn có các khu cách ly dành cho người hồi hương tại các khách sạn với 940 người. Đây là những người lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng bị mất việc làm cả năm nay do dịch bệnh COVID-19 và được hồi hương theo các chuyến bay giải cứu của chính phủ. Đến nay, nhiều trường hợp thất nghiệp, không lương, không trợ cấp nên rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình đó, thành phố đã vận động các khách sạn thực hiện cách ly giảm giá từ hơn 1 triệu đồng xuống còn 500.000 đồng một người một ngày đêm. Các trường hợp khó khăn cũng đã được hỗ trợ kịp thời. Đơn cử như chị Phan Thị Thu Tính, sinh năm 1987, quê Phú Yên, đi lao động tại Hàn Quốc, có 2 con, 6 tuổi và 3 tuổi. Khách sạn Mường Thanh đã miễn phí ăn ở cho ba mẹ con trong 21 ngày cách ly. Nhóm chung tay đẩy lùi COVID-19 Hội An quyên góp được 15 triệu đồng. 50 đô la hỗ trợ tiền tàu xe cho ba mẹ con về quê. Hay như trường hợp của hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành cùng một đứa con 2 tháng tuổi bị bệnh bẩm sinh, cùng đi lao động tại Nhật Bản đã được hỗ trợ 15 triệu đồng. Mời quý vị xem tiếp chương trình truyền hình thành phố Hội An với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tới đây, Thành ủy Hội An sẽ tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, Thành ủy Hội An đang tiếp tục tập trung lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa 2021-2025 và chuyên đề năm 2021. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả. Biên soạn, xuất bản, tập 4, sách Những bông hoa đẹp thành phố Hội An, đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát, sơ kết
đánh giá việc thực hiện và tuyên dương, khen thưởng. Vụ đông xuân năm 2020-2021, năng suất lúa bình quân của nông dân thành phố Hội An thu hoạch đạt từ 70 đến 80 tạ trên 1 hectare, cao nhất từ trước đến nay. Năm nay, lúa được mùa nhờ nhiều yếu tố thuận lợi từ thời tiết, sự chỉ đạo kịp thời của các cơ quan chuyên môn về lịch thời vụ và công tác dự báo phòng trừ sâu bệnh dịch hại. Hệ thống kênh mương thủy lợi được thành phố đầu tư, tu bổ và đảm bảo nguồn nước tưới tiêu để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Thành phố Hội An và các xã phường đã hỗ trợ giống lúa để nông dân sản xuất, đặc biệt là giống lúa thuần, chất lượng VNR20, chịu thâm canh, chống lộ tốt, cho năng suất cao và kháng được các loại sâu bệnh. Vụ đông xuân năm nay thì cái năng suất lúa là đạt rất là cao, là khoảng 550 kg trên một sào. Về giống lúa thì nhờ có sự hỗ trợ của hội nông dân phường Cẩm Chao, nhờ đó thu nhập của nông dân chúng tôi là được tăng rất là nhiều. Sau khi thu hoạch xong diện tích lúa vụ đông xuân, hiện nay các cơ quan chuyên môn của thành phố Hội An đang hướng dẫn nông dân chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ hè thu. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hội An đã trở lại trường để tham gia đợt kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các trường học chú trọng thực hiện nghiêm túc. Ngay tại cổng trường, học sinh và giáo viên được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào trường và bắt buộc phải đeo khẩu trang. Mỗi phòng thi chỉ có dưới 30 học sinh và được bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách. Các trường cũng yêu cầu học sinh, phụ huynh giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tập trung đông người. Thì nhà trường cũng đã tiến hành lau động vệ sinh toàn trường cũng như là phun thuốc khử trùng trong toàn trường. Trước khi để học sinh vào thì nhà trường cũng đã tiến hành đo thân nhiệt cũng như là sát khuẩn và thực hiện một cách nghiêm túc 5K của Bộ Y tế. Theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam, học sinh thành phố Hội An được trở lại trường từ ngày 14 tháng 5 để thực hiện các bài kiểm tra và thi học kỳ 2 năm học 2020-2021. Tuy nhiên, để các trường có thời gian chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cần thiết về phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hội An đã quyết định lùi thời gian trở lại trường của học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Trước khi đón học sinh trở lại trường, tất cả các trường học trên địa bàn thành phố đã được phun hóa chất khử trùng. Chỉ đạo các trường công tác vệ sinh, rồi công tác phòng dịch, mua cái khẩu trang dự phòng. Cái thứ nữa là cái thiết bị đo nhiệt độ và tổ chức đón các cháu vào trường như thế nào, bố trí khoảng giãn cách chỗ ngồi như thế nào. Cùng với việc chú trọng đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các trường học tại Hội An cũng quan tâm động viên tinh thần để học sinh tập trung làm bài thi đạt kết quả tốt. Đối với những học sinh đang cách ly tập trung, đang cách ly tại nhà, không tham gia kỳ thi học kỳ 2 trong đợt này, ngành giáo dục thành phố sẽ có phương án cụ thể để các em có thể hoàn thành năm học. Vừa rồi là chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại trong các chương trình tới. Thân ái, chào tạm biệt.